Bình Dương cần nhận diện đúng quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, nhất là thời điểm cuối năm Tết đến. Đó là nhận định của đoàn công tác do ông Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương vào sáng nay. Trên cơ sở kết quả công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương, đoàn công tác gian phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các ngành địa phương thông tin rõ hơn về vấn đề đang nổi cộng hiện nay cụ thể như việc tạm nhập tái xuất chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp FDI tình trạng trốn thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh hàng lậu hàng cấm hàng gian hàng giả kế hoạch kiểm tra chuyên đề về xăng dầu công tác quản lý về dược mỹ phẩm phân bón thuốc bảo vệ thực vật 9 tháng qua, các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương phối hợp thực hiện 8.360 đợt kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 4.600 vụ vi phạm, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Hành vi vi phạm được phát hiện chủ yếu là gian lận thương mại. Số ít vụ việc là buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, ngành chức năng khởi tố 11 vụ với 11 đối tượng. Ngoài ra, tỉnh phát hiện 5 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiến hành xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thủ đoạn phương thức ngày càng tinh vi. Vì vậy, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tăng cường, phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa phát hiện sớm và xử lý triệt để hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế.